Xế chiều nhạc miệng chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Quá đông các cầu thủ phòng ngự của Phoenix. Thẻ đỏ, thẻ đỏ dành cho Hiếu Chavi. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa Phoenix và EOC, là cuộc gặp gỡ giữa tiền đạo Đại Cán và trung vệ Gia Tử, những người đồng đội cũ trong màu áo Chadima. Hai học viên là Tiến Dũng và Tống Hồi Xuân. Còn EOC thì như đã nói, họ giữ nguyên 7 cầu thủ đã xuất phát trong chiến thắng trước Ecobank với tỷ số 3-1. Và như vậy là hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa Phoenix và EOC đã bắt đầu. Gia Tử cũng chỉ mới đang ở trên con đường hồi phục phong độ sau phẫu thuật gân Asin. Nguy hiểm! Nếu như cú đá vừa rồi của Trung Chó thấp hơn một chút nữa thôi thì Minh Quang hoàn toàn có thể có được một pha tiếp ứng hoàn hảo. Trên luồng live stream trực tiếp trên kênh Osport thì tuyển thủ Hai Long của chúng ta cũng đang theo dõi. Sáng Percy! Không vào! Đó là pha phản xạ xuất thân của thủ thành Dũng Ngố. Thực sự đó là một pha cứu thua ở đẳng cấp rất cao của một cựu tuyển thủ quốc gia. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Mọi thứ đều hoàn hảo. Pha vê gầm bằng chân trái, dứt điểm bằng chân phải, treo góc. Có thể nói là vô cùng hiểm hóc. Hiệp Châu, vẫn là Hiệp Châu. Bóng đã tung lưới Phoenix nhưng trước đó thì đã có tiếng còi vang lên. Xavi xin bóng. Cú đá rất nhanh của Hiếu Xavi nhưng đã đưa trái bóng đi vọt xa. Khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp thì Hiếu Xavi cũng rất nổi tiếng với những đường truyền tinh tế. Lúc này thì trên luồng live stream của chúng tôi đã có tới 8.000 người theo dõi. Van Persie. 3-2. Đại Can. Không được. Vẫn là sáng Persie. 1-0. 1-0 cho Phoenix và người lên tiếng vẫn là sáng Persie. Sáng Persie với một pha đá vô lê nối rất nhanh. Một pha bóng có thể nói là phản công rất hay của các cầu thủ Phoenix tạo nên thế 3-2. Cảm giác bóng tốt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Dũng Ngố đã phản xạ rất nhanh và ở tư thế khó thì sáng Percy vẫn biết cách ngả người vô lê, bóng bật đất và đi thẳng vào khung thành trước sự bất lực của Hiệp Châu. Chú Thiết. Hiệp Châu. Nguy hiểm. 1-0. Quá đơn giản trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Gia Tử. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đại Cán là người nỗ lực bật cao để cố gắng đánh đầu pha bóng. Nhưng đánh đầu thì chưa bao giờ là điểm mạnh của Đại Cán cả. Và đây là sai lầm về mặt chiến thuật của Phoenix khi không cử ai kèm Gia Tử cả. Cú đá của Hiếu Chavi đã không thể vượt qua được hàng rào phòng ngự bên phía FC. Phản công cho FC. Đình Thái. Bóng đã rung lưới nhưng lại ở bên phía ngoài. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-1. Khá hay. Nguy hiểm. Không được. Cú đá rồi Tuấn Bệu không thực sự tốt. Và EOC đang có những miếng đánh mới, những đường truyền dài vào phía sau lưng hàng phòng ngự của Phoenix và những đường trả ngược để tuyến 2 dứt điểm. Rất hay. Minh Quang. Quá đông các cầu thủ phòng ngự của Phoenix. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Hiếu Chavi. Bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra. Tình huống phạm lỗi ngay trước mặt của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Đây là một trọng tài chuyên nghiệp, còi vàng FIFA. Và ông cực kỳ nghiêm khắc với những tình huống như thế này. Xứng đáng, thẻ đỏ xứng đáng. Một pha bỏ bóng đánh người của Hiếu Chavi. Rất tiếc cho hành vi thiếu kiểm soát của Hiếu Chavi. Một pha bóng không quá nghiêm trọng, không quá nguy hiểm. Gia Tử muốn Duyệt Già được đẩy lên chơi cao hơn nữa. Phía dưới đã có Gia Tử lo. FC cần phải có được hệ thống phòng ngự. Pha xử lý hơi lưỡng lự của Xuân Dương. Đường truyền một chạm rất hay của Tuấn Bệu. Như đã nói, những trận đấu nguy hiểm không được. Tình huống dứt điểm không thành công của Gia Tử, hay nói chính xác hơn là bóng đã chạm chân của Trọng Phi, đi hết đường biên ngang. Phoenix lúc này sẽ rất cần sự góp mặt của sáng Percy. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, Tuấn Bảo không được.
Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi, Tuấn Bều đã không có được một tình huống xử lý cá nhân thực sự ưng ý khi mà anh đã được có được cơ hội. Vẫn là Duyệt Già. Bất ngờ, cú đá xoay người rất nhanh và dứt điểm bằng chân trái. Và Đức Dương lần này đã chơi tập trung với một pha cản phá có thể nói là xuất thần. Khống chế một bước và xoay người dứt điểm rất nhanh. Bóng đi trúng khung thành nhưng vẫn gần với vị trí của Đức Dương đã chọn. Hiệp 1 thì thậm chí là nguy hiểm. Hai tình huống dứt điểm liên tục của các thủ FC nhưng đã không thể chiến thắng được thủ thành Long Nhái. Pha xử lý bình tĩnh và đẳng cấp của Tuấn Bệu. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Gia Tư rút ra. 2-1, 2-1 cho các thủ EOC. Và người hùng của EOC trong trận đấu ngày hôm nay là Gia Tư. Gia Tư hòn đá tảng nơi hệ thống phòng ngự. Và mũi nhọn tấn công của EOC xộc thẳng vào hàng phòng ngự của Phoenix. Và khi phát hiện tìm thấy khoảng trống đã ngay lập tức tung ra một tình huống dứt điểm. Bóng đi bật đất cực kỳ khó chịu khiến cho thủ thành Long Nháy không thể phán đoán thành công. Phoenix bất người thì Gia Tư cũng chính là cầu thủ đã đốc thúc đẩy cao đội hình của FC tấn công và giúp cho FC có được bàn thắng thứ hai vào bây giờ. Suýt nữa thì là thứ ba. Pha đệm lòng cận thành của Khả Thơ. Tình huống đệm lòng rất nhanh của Khả Thơ. Bóng sẽ được đưa về cột 2. Duyệt ra. Cú đá rất căng nhưng bóng đi trúng vào người của Long Nháy. Tình huống pha bóng của Lâm Bến. Thanh Quý. Vẫn là Thanh Quý trả ngược. Rất hay. Có lẽ đó là bàn thắng đá phạt lưới nhà của Lâm Bến chứ không phải là tình huống dứt điểm thành công của Tuấn Bệu. Qua những biểu cảm của các cầu thủ thì có lẽ đó là tình huống phản lưới nhà của Lâm Bến. Thanh Quý đã có một tình huống xử lý rất tốt. Cú căng ngang. Đúng là bóng đã chạm chân trái của Lâm Bến. Trước đó là một cú đánh gót không thành công của Tuấn Bệu. Nhưng trong pha bóng này chúng ta cũng có thể thấy được bản năng của Tuấn Bệu đã lướt lên và dứt điểm rất nhanh. Hiếu Trà Vi đã khiến cho Phoenix không còn cơ hội để có thể cạnh tranh sòng phẳng với LC. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía LC. Và sau 2 trận thắng cùng với tỷ số 3-1 thì LC vẫn đang vững vàng ở ngôi vị đầu bảng.